Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của truyền hình Vĩnh Long hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, ngày 3 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm tổ hợp bán dẫn của tập đoàn Samsung tại tỉnh Gyeonggi, tìm hiểu về mô hình phát triển ngành bán dẫn mà Việt Nam đang hướng tới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã tới thăm gia đình đa văn hóa Việt Hàn. Đây là hoạt động cuối cùng trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Thủ tướng Han Duk-soo và phu nhân. Tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã rời thủ đô Seoul về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Hàn Quốc. Phó Chủ tịch Giám đốc điều hành Yoon Hoon-jun, Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Park Hyun Park và các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Samsung đã tiếp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và hướng dẫn đoàn đại biểu Việt Nam thăm các mô hình sản phẩm bán dẫn của tập đoàn Samsung. Bán dẫn là công nghệ lõi cùng với các công nghệ khác như trí tuệ nhân tạo AI đóng vai trò thiết yếu trong sự phát triển của khoa học kỹ thuật và kinh tế toàn cầu. Samsung tập trung đầu tư phát triển ngành bán dẫn, cung cấp các sản phẩm nền tảng cho các thiết bị điện tử, vi mạch và các linh kiện điện tử khác. Ghi nhận những đóng góp tích cực của Samsung vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong gần 20 năm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo các điều kiện thuận lợi để Samsung tiếp tục hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Việt Nam hoan nghênh và khuyến khích đầu tư vào công nghệ bán dẫn và AI, đồng thời thúc đẩy hệ sinh thái cho các lĩnh vực này. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam sẽ hoàn thiện thể chế chính sách, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển hạ tầng, phục vụ tốt nhất các tập đoàn đầu tư phát triển ngành bán dẫn. Chiều cùng ngày đến thăm gia đình anh Chan Jeong-gak và chị Vũ Thái Linh, gia đình đa văn hóa Việt Hàn ở thành phố Osan, tỉnh Gyeonggi. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được chứng kiến cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc, thành công của gia đình anh chị, cũng như những người con Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hàn Quốc. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, gần 800 năm trước, khi hoàng tử Lý Long Tường rời Đại Việt tới Cao Ly, thì hai dân tộc Việt Hàn đã có mối lương duyên. Tại Hàn Quốc có gần 300.000 người Việt đang làm việc, học tập, sinh sống và có khoảng 200.000 người Hàn Quốc đang làm việc, sinh sống tại Việt Nam. Hai nước có tới 80.000 gia đình đa văn hóa Việt Hàn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng những người Việt Nam tại Hàn Quốc và đặc biệt là các gia đình đa văn hóa Việt Hàn chính là những chiếc cầu nối vun đắp cho quan hệ hai quốc gia, hai dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 để xem xét đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết năm 2024 trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2024. Ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị. Ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cùng điều hành hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại diện các ban tham mưu của Trung ương Đảng phụ trách địa bàn tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế của tỉnh tiếp tục phục hồi. Các cấp, các ngành tập trung triển khai nhiều nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, xử lý có hiệu quả những vấn đề tồn đọng kéo dài, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tăng trưởng GRDP đạt 4,77%, cao hơn sau cùng kỳ năm 2023. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội và môi trường đạt khá cao. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Công tác quân sự quốc phòng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội được thực hiện tốt. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực thực hiện quyết liệt và đạt được kết quả quan trọng. Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 được các cấp ủy triển khai thực hiện theo kế hoạch. Ông Bùi Văn Nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung phân tích những kết quả đạt được, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, thách thức, đề xuất giải pháp tập trung nỗ lực để bứt phá tăng trưởng kinh tế, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm sản xuất sinh hoạt người dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Trung ương trên địa bàn. Hôm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc vòng bảng Hội thao Thể dục Thể thao Quốc phòng năm 2024. Đến dự khai mạc có Đại tá Trần Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long.
Trong thời gian 2 ngày, 75 vận động viên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và Trà Vinh thi đấu các môn bóng chuyền, quần vợt, cầu lông và bóng bàn. Hội thao vòng bảng nhằm tuyển chọn các vận động viên tiêu biểu tiếp tục tham gia hội thao thể dục thể thao quốc phòng do quân khu 9 tổ chức trong thời gian tới. Đây là hội thao cấp quân khu được tổ chức làm hai giai đoạn thi đấu vòng bảng và vòng chung kết. Có 27 đơn vị tham gia, chia làm 9 bảng thi đấu, trong đó lực lượng thường trực chia thành 3 khối, lực lượng dân quân tự vệ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự 12 tỉnh thành phố và tổ chức thành một khối thi. Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2024 với chủ đề Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Vĩnh Long đến dự. 80 em đại diện cho gần 200.000 trẻ em của 8 huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh tham dự diễn đàn. Tại đây các em được thảo luận trao đổi với các cấp lãnh đạo cơ quan đơn vị về các chủ đề, thực trạng các thiết bị cơ sở vật chất phục vụ cho việc vui chơi, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở địa phương, công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc tổ chức các hoạt động cho trẻ em trong dịp hè, quản lý học sinh, xây dựng môi trường an toàn trong giáo dục và tham gia giao thông, vai trò của cha mẹ trong việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục, phòng tránh, giảm thiểu nguy cơ tai nạn thương tích, xâm hại tình dục trẻ em. Thông qua diễn đàn giúp các cơ quan đơn vị thấu hiểu được tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của trẻ em, từ đó có những chính sách, giải pháp phù hợp nhằm tạo lập cho các em có được môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện, có cơ hội được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục để các em phát triển toàn diện. Hôm qua, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Trà Ôn lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029 đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Đại hội có sự tham dự của 90 đại biểu đại diện cho các tổ chức thành viên, cán bộ hội viên và các thành phần thanh niên trong huyện. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Trà Ôn đã thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đáng chú ý, 100% cán bộ hội viên được quán triệt và học tập về các nghị quyết của đoàn hội, thực hiện 15 công trình thanh niên cấp huyện và 145 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở, vận động xây dựng và sửa chữa 50 căn nhà nhân ái cho cán bộ hội, hội viên thanh niên khó khăn về nhà ở. Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 10 chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ mới, đồng thời hiệp thương 25 ủy viên ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Thưa quý vị, xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thị xã Bình Minh đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh công tác này trên các lĩnh vực đất đai, đầu tư, cấp phép xây dựng, tài chính, chứng thực. Qua đó đã góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong đó, các thủ tục hành chính được công khai minh bạch, kỷ luật kỷ cương hành chính được nâng lên, cơ chế một cửa liên thông hoạt động có hiệu quả. Công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính đúng hẹn đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp ngày càng được nâng cao, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện số hóa hồ sơ và kết quả thủ tục hành chính để xử lý trên phần mềm điện tử, nâng cao trình độ chuyên môn, trách nhiệm, đạo đức công vụ, tinh thần làm việc và văn hóa ứng xử của cán bộ công chức trong thực thi công vụ, qua đó góp phần tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính. Thời gian tới, Bình Minh chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức về trình độ, năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực cải cách hành chính, tăng cường ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức khi thực thi công vụ, nâng cao kỹ năng, tác phong làm việc chuẩn mực, thái độ thân thiện, trách nhiệm. Nhằm hạn chế tình trạng đuối nước, đồng thời rèn luyện thể lực cho các em, từ đầu tháng 6 năm 2024, thì Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Hồ phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tổ chức dạy bơi giúp phòng chống đuối nước cho trẻ em. Để giúp các em học sinh biết bơi, những ngày qua, thầy giáo Nguyễn Quy Quàng, giáo viên dạy thể dục trường tiểu học Hòa Phú A, xã Hòa Phú, đã dạy bơi miễn phí cho các em học sinh trong trường. Mỗi ngày có hơn 20 em đến học. Trong hè này, cho là phụ huynh là cũng có trao đổi là các em không biết bơi, nên là tôi cũng phải tổ chức cái lớp bơi cho các em để phòng chống cái đuối nước. Thì cái lớp bơi này là hoàn toàn các em sẽ miễn phí hướng dẫn cho các em biết bơi. Khi biết bơi là chúng tôi rất là vui. Cái hè thầy Hoàng dạy con bơi miễn phí. Và bây giờ thầy Hoàng dạy con biết bơi rồi. Giờ con biết bơi con cũng mừng.
Hiện nay, mỗi xã thị trấn trên địa bàn huyện Long Hồ có ít nhất một lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em, với bình quân gần 40 em một lớp. Trong thời gian 15 ngày, các em được hướng dẫn thực hành những động tác bơi cơ bản, cách thức giúp bạn khi bị đuối nước và cách để phòng tránh đuối nước tập thể. Khi con biết bơi, ba mẹ con cũng mừng. Con giúp, con hay giúp là con không có bị chết đuối và biết bơi và tập luyện và vận động thêm. Con biết bơi rồi thì có thể giúp con ví dụ tránh đuối nước và giúp cho con có kỹ năng bơi lội tốt hơn. Trong năm học 2023-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Hồ đã vận động nhà hảo tâm trao tặng các trường học được thêm 5 hồ bơi di động với kinh phí mỗi hồ 100 triệu đồng. Như vậy, đến nay, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Long Hồ đã được lắp đặt ít nhất một hồ bơi di động. Đây là điều kiện quan trọng giúp các địa phương có cơ sở vật chất tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em. Từ cái thuận lợi đó, thì hàng năm, Ủy ban dân huyện cũng đến dịp hè, Ủy ban dân huyện cũng chỉ đạo cho ngành lao động thương binh xã hội phối hợp với ngành giáo dục đào tạo cũng như chính quyền cấp ủy chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh tổ chức dạy các lớp bơi trong dịp hè. Thời gian qua góp phần cho các em có cái kỹ năng bơi để góp phần cho công tác phòng chống đuối nước trong cái trẻ em cũng như học sinh. Trong thời gian qua, nhiều vụ tai nạn đuối nước xảy ra mà nguyên nhân phổ biến là do nhiều em không biết bơi hoặc thiếu các kỹ năng xử lý tình huống khi bơi. Vì vậy, những lớp dạy bơi trong các dịp hè là rất cần thiết, góp phần hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em trên địa bàn huyện Long Hồ. Bộ Tài chính vừa hoàn thiện tờ trình Chính phủ về đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất hai phương án về thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất xây dựng nghị quyết để kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong 5 năm, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Theo Bộ Tài chính, việc tiếp tục thực hiện miễn thuế trong thời hạn 5 năm tương ứng và phù hợp với các điều kiện cam kết về hợp tác liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, góp phần hỗ trợ cho người nông dân trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh chính sách thuế đối với đất nông nghiệp sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quyền lợi của người nông dân. Ngoài phương án trên, Bộ Tài chính đề xuất phương án miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong vòng 10 năm tới, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến ngày 1 tháng 1 năm 2036. Được triển khai thi công từ giữa năm ngoái, nhưng đến nay thì do nhiều nguyên nhân khác nhau, công trình xây dựng cầu đường đến trung tâm xã Nhân Bình, huyện Trà Ôn chỉ đạt 25% so với kế hoạch, với khối lượng thực hiện gần 17 tỷ đồng. Theo đó, chỉ mới thi công 2,2 km khuôn đường, đắp nền cát được 400 m, thi công đổ và đóng cọc mố trụ ba cầu trên tuyến là cầu Trà Ngoa, cầu Già Dách và cầu Trạm Bơm. Nguyên nhân tiến độ thi công chậm so với kế hoạch chủ yếu do vướng trong công tác giải phóng mặt bằng và thiếu nguồn cát nền đường. Công trình đầu tư xây dựng cầu đường đến trung tâm xã Nhân Bình, huyện Trà Ôn, kết nối từ đường tỉnh 901 đến đường tỉnh 907, đi qua các xã Thới Hòa, Nhân Bình và xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, có tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng. Công trình có chiều dài 6,8 km, tải trọng thiết kế 10 tấn. Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường này sẽ tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương hàng hóa, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng an ninh trong khu vực.